hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc gối rất đặc biệt. Nó được cắt một phần, cắt bỏ một phần để giúp giảm áp lực lên xương cụt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ngồi. Bạn đặt chiếc đệm ngay ngắn lên trên mặt phẳng ghế. Sau đó thì ngồi sao cho phần xương cụt của các bạn tương ứng với phần bị cắt bỏ của đệm. Khi đó thì xương cụt của bạn sẽ không phải chịu áp lực quá nhiều từ cơ thể và bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi ngồi làm việc lâu. Để sở hữu chiếc gối này thì bạn hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.